Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư viện sĩ thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, 13 tháng 9 năm 1913, 13 tháng 9 năm 2023. Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động thi đua trong 30 ngày từ 13 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023 với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, quyết thắng. Nội dung thi đua là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Nhằm khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.